Giới thiệu anh em cái lồng quạt két nước nhé. Đây cái lồng quạt ở đây. Đấy. Lồng quạt này để két nước, nó có cánh quạt đây nữa này. Đấy, của con cao ti. À, mã sản phẩm của nó đây. Mã sản phẩm của nó đây. Anh em mà có cần phụ tùng gì thì cứ Zalo cho mình nhé. Số điện thoại của mình là 097 995 1845. Website là autorobinh.com. Xin chào anh em nhé.